Từ hôm nay 23 tháng 9, 4 vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine bắt đầu tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga. Sự việc diễn ra giữa lúc Moscow quyết định thay đổi quy mô cuộc chiến mà theo họ là với cả phương Tây chứ không riêng Kiev. Điện Kremlin đến nay đã thể hiện rõ sẽ ủng hộ các vùng ở Ukraine sáp nhập Nga dù các nước phương Tây tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu ý dân. Việc sáp nhập có nghĩa mọi hành động quân sự nhắm vào những khu vực đó đều được coi là cuộc tấn công nhằm vào Nga. Đây là tín hiệu cho thấy cuộc chiến có thể diễn biến khôn lường trong thời gian tới. Đầu tuần này, hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Hai khu vực Nga đang kiểm soát một phần là Kherson và Zaporizhia cũng sẽ bỏ phiếu cùng thời gian này, trong đó Zaporizhia sẽ có kết quả ngay trong ngày 28 tháng 9. Các khu vực này chiếm khoảng 15% lãnh thổ của Ukraine. Nga đang kiểm soát khoảng 60% Donetsk và 73% Zaporizhia. Người dân tại các vùng nói trên sẽ bỏ phiếu để trả lời câu hỏi có hoặc không với việc ly khai Ukraine và sáp nhập Nga. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng sẽ hỗ trợ cuộc trưng cầu. Hãng tin TASS dẫn lời ông Nikolai Bulayev, phó chủ tịch ủy ban này, cho biết Nga sẽ mở hàng chục điểm bỏ phiếu tại Nga cho những người đã di tản khỏi 4 khu vực trên cũng như cử giám sát viên và hỗ trợ thiết bị cho các điểm đó. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rõ hơn khi khẳng định Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các vùng lãnh thổ nói trên nếu họ chọn sáp nhập. Không chỉ huy động quân, mà bất kỳ vũ khí nào của Nga, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng này, hãng tin Reuters dẫn lời ông Medvedev nói ngày 22 tháng 9. Ukraine và phương Tây liên tục chỉ trích các cuộc trưng cầu là bỏ phiếu giả và dĩ nhiên khẳng định sẽ không công nhận các kết quả trưng cầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ lo ngại rằng việc một nước đe dọa hoặc dùng vũ lực để sáp nhập lãnh thổ của nước khác là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.